Hôm nay Nhi sẽ chia sẻ món gọi là bí ướp ngược ha, và mình sẽ ăn chung với chân gà xả tắc đó. Nghe là đã rất là phù hợp và ngon ha, dành cho những anh chị nào mà thích uống bia và nhâm nhi một cái chân gà. Rồi bây giờ Nhi sẽ giới thiệu các cái thành phần nguyên liệu nha, để mình làm cái món bia ướp ngược. Ở đây là lưu ý là Nhi sẽ làm theo công thức, tất nhiên là mình sẽ có cái sự gọi là cũng tiếp thu các cái công thức ở khắp mọi miền, ở khắp các cái quán, nhưng mà cuối cùng thì Nhi sẽ ra một cái công thức theo Nhi là nó sẽ ngon nhất và nó sẽ dễ uống nhất nha. Chứ mình không làm giống y hệt cái bia ướp ngược ở các cái quán khác ha. Mình làm Nhi làm có một sự thay đổi và điều chỉnh, thêm bớt và điều chỉnh về cái phần nguyên liệu để cho cái bia của mình nó ngon mà nó dễ uống nha. Mọi người không biết uống bia thì uống thì vẫn uống được đó, nhưng mà xỉn thì chắc chắn xỉn nha. Ý là có những người không uống bia thì người ta không uống được cái độ đắng với của bia, nhưng mà với cách làm của Nhi ấy, thì bia nó không còn đắng nữa mà nó sẽ chua chua ngọt ngọt, rất là dễ uống nha. Nói chung là uống được rồi đó, nhưng mà xỉn thì vẫn xỉn như thường nha. Rồi bây giờ Nhi sẽ giới thiệu thành phần nguyên liệu trước. Đầu tiên mình sẽ có trái cây để trang trí cho nó đẹp. Trái cây thì Nhi sẽ chọn trái táo, trái dâu và trái chanh nha. Táo, dâu và chanh. Rồi mình có một ít cái lá bạc hà để mình trang trí lên trên cùng nè. Ở đây Nhi có trà. Đấy, Nhi sẽ cho nước trà vào trong cái phần bia nữa để cho nó thơm và nó có đường, nó trong bia Nhi có bỏ đường nên cho trà vào để cho đường nó không bị ngọt ngắt. Thì ở đây Nhi dùng là lục trà nha, lục trà lai Lộc Phát loại này. Rồi ở đây Nhi sử dụng là lục trà lai Lộc Phát nha. Nhi sẽ pha và ủ trà theo công thức là 50g 2 lít nước nha. Mình pha đậm luôn, 50g trà pha với 2 lít nước sôi 100 độ C. Mình sẽ ủ nóng 20 phút thì chúng ta được thành phẩm nước cốt trà như thế này. Đó. Rồi để bịt lục trà ở đây. Tiếp theo là mình sẽ cần có thành phần không thể thiếu luôn trong cái món bia ướp ngược là mình sẽ sử dụng bia. Đúng không ạ? Bia thì ở đây là như mình nếu mình được uống thì chúng ta có thể dùng Strongbow cho nhẹ nhàng nha, rất là dễ uống. Strongbow là một loại mà nước táo lên men thôi, và nếu mà màu đỏ thì lên men người ta thêm hương dâu vào, hương dâu tây vào, còn đây là nước táo lên men mà hương nho rừng nha. Đó, Strongbow, hoặc là mình có thể dùng bia. Thế bia thì thường người ta sẽ dùng bia Budweiser đấy, mình có thể dùng bia Bud nha. Rồi ngoài ra thì thường ở các thương hiệu khác người ta có thể dùng thêm các loại rượu để pha, nhưng mà Nhi không dùng rượu nữa. Tại vì mình đã uống bia mà uống thêm rượu nó thì bị xỉn, mà nếu xỉn là xỉn lâu dài luôn nha. Cho nên Nhi để cho nó có cái độ tươi mát cho món này á, Nhi dùng luôn là soda. Là khi anh chị uống vào á, ngoài cái việc nó có ga bia, nó còn có thêm cái ga soda ở phần nước ở dưới nữa, thì uống cảm giác rất là đà khác và tươi mát nha. Uống thì không thấy đắng đâu, thấy ngon, nhưng mà sau khi thấy ngon xong thì thấy say nha. Đó, tại vì có bia mà. Rồi bây giờ Nhi sẽ, đó là các thành phần nguyên liệu cho món này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện nha. Đầu tiên là Nhi sẽ sơ chế cái trái cây trước. Táo này thì Nhi sẽ cắt hạt lựu, chắc là để sát lên đây ha. Rồi chúng ta có được cái phần dâu nè và táo mình để đây, xíu nữa mình trang trí nha. Bây giờ tiếp theo là mình sẽ cần có nước cốt chanh. Nhi sẽ bắt lấy nước cốt chanh nha. Ở đây là Nhi đã có được nước cốt chanh nha. Nước cốt chanh. Vậy là chúng ta đã đủ cái phần sơ chế rồi ha. Mình có trái cây, có nước cốt chanh đầy đủ. Bây giờ Nhi sẽ ấp một lèo 3 ly luôn. Bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn công thức nha. Để cho ngon thì Nhi sẽ sử dụng soda nè. Soda thì mỗi ly chúng ta sẽ cần 100ml nha. Rồi mấy chị tập trung đấy nha, định lượng này phải làm đúng định lượng này mới ngon nha, thêm bớt cũng không ngon nữa.
100ml soda này. Ly thứ hai cũng là 100 luôn. Nhi sẽ làm 3 màu xanh, đỏ và màu tím của nho nha. Tức là làm hương dâu, nho và kiwi. Rồi tiếp theo, trà 20ml. Rồi tiếp theo chanh. Chanh, nước cốt chanh. Nước cốt chanh thì sẽ dùng 2ml cho mỗi ly. Rồi tiếp theo đường nha. Nước đường 10ml cho mỗi ly. Rồi tiếp theo mình sẽ dùng các loại siro sirup để tạo mùi vị ngon hơn và màu đẹp hơn nha. Đây, đối với dâu thì Nhi sẽ dùng là siro dâu và mứt dâu Golden Farm. Siro Nhi sẽ dùng 10ml và mứt Nhi dùng 15ml nha. Đây, mình sẽ lấy 10ml siro. Tiếp theo mình sẽ sử dụng 15ml mứt nữa, là đủ 25 cho vào ly. Thấy cái soda nó xèo xèo hấp dẫn không mọi người ạ? Rồi tiếp theo Nhi sẽ dùng kiwi nha cho màu xanh. Kiwi tương tự như màu xanh, Nhi sử dụng siro và mứt kiwi nha. Rồi, Nhi sẽ dùng là 10ml siro. Làm như công thức của Nhi đang làm uống rất ngon mấy anh chị nha. Rất ngon và say thì cũng rất say. Tại vì ngon quá mình có thể uống một lần 2 ly. Cho nên là mình say khi nào mình không biết luôn nha. Món này gọi là xịn sương sương đó mấy anh chị. Đó, xịn sương sương là mấy cái món này đây. Xịn nhẹ nhẹ ha. Rồi, tiếp theo Nhi sẽ làm màu nho nha. Nho. Nho đen. Nho đen thì mình chỉ cần dùng mỗi siro thôi là ngon rồi, không cần dùng mứt nữa ha. Tại vì cái siro này khá là ngon. Ở đây hiện tại Nhi toàn dùng cái siro của Golden Farm không. Còn tại vì Nhi cũng test nho này, nho đen của một số hãng rồi, nhưng mà không ngon bằng. Nếu mà mình chỉ dùng mỗi mình siro thì anh chị lưu ý là mình chỉ lấy 20 là đủ rồi. Tại vì siro nó ngọt hơn mứt nha. Cho nên mình không có dùng 25. Không dùng 25 như các công thức vừa siro vừa mứt. Để cho ngon hơn á, thì trong các cái đồ ngọt á, mình sẽ cho một chút xíu muối vào nha. Đây mình sẽ khuấy cái này lên, màu xanh của kiwi rất là đẹp. Đấy, màu tím của nho này. Mấy chị thấy màu đẹp không ạ? Rồi, xin cảm ơn. Chúng ta chỉ cho một chút xíu thôi. Mình chỉ vài hạt. Đếm nha, mấy chị đếm khoảng 20 hạt. Nói về cho mình cũng một xíu thôi ha. Một chút xíu thôi. Để cho đồ ngọt của mình nó thanh tao hơn. Đây, màu đỏ nha. Quả dâu, quá đẹp. Màu xanh kiwi, quá đẹp luôn. Đặc biệt là trong cái nước này này mình có bỏ một chút trà, 20ml nước cốt trà cùng với một ít muối. Thì Nhi đảm bảo là cái nước của anh chị người ta uống, người ta thấy ngon, mà ngon rất là đặc biệt nha. Kiểu nó tươi mát, nó nhẹ nhàng mà nó không bị gắt ha. Uống cảm thấy rất là ngon. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ đá vô. Đây Nhi sẽ cho đá vô. Cho đá gần đầy nha mấy anh chị nha. Đấy, gần đầy. Cắt miệng ly khoảng tầm 2cm. Hiện tại Nhi đang dùng là ly 500. Rồi, bước tiếp theo là gì? Mình sẽ dùng các cái dụng cụ, gọi là dụng cụ ốp bia ha. Đây là phần quan trọng. Nếu không có cái này chúng ta không ốp được cây bia đâu ha. Đó, các cái dụng cụ này thì
anh chị có thể tìm mua ở đâu ạ? Ở Vinpa đó. Mọi người hãy cho một tràng pháo tay đi ạ. Và tiếp theo là chúng ta sẽ để con đi tiếp theo cho một ít đá nữa đi. Cho bây giờ nó vô cho nó mới chạy nước. Đối với cái ly màu xanh mạnh mẽ này nè, thì mình sẽ úp và úp bia. Chứ mình không có úp mấy cái đồ chẳng đạn này đâu. Xong bao đồ bánh bèo. Bây giờ đá xanh mạnh mẽ thì mình phải cho bia vô ha. Cho nó đủ đô nha. Bia búp nha mấy anh chị nha. Ồ, hơi tràn hả? Rồi, từ từ nó sẽ hết thôi. Đấy, uống miếng. Kính thưa quý vị, em là không biết uống bia. Tí nó có nói tầm bậy thì mong quý vị thông cảm. Bây giờ cho thêm một cái, sao cảm thấy lân lân rồi ta, say rồi. Cái mặt của mày rồi. Rồi, cho một cái đá bạc hà vô. Đó. Cho một ít táo vô nha mấy anh chị nha. Đó. Cái chai này, cái ly này nhìn rất là hấp dẫn nè. Thấy sao? Đây, mình sẽ bưng lên cho mấy anh chị coi. Ở dưới nó màu xanh đậm, ở trên á nó có cái màu vàng của bia nó pha loãng vô. Nên nó thành ra hai tầng nha. Và bia thì nó có nhiều bọt, nhiều ga hơn là strong bao á. Cho nên nó có lớp bọt ở trên nhìn rất là hấp dẫn ha. Mấy anh nào mà biết uống bia nhìn cái lớp bọt này thèm chảy nước miếng nha. Bọt giống bọt bia hơi. Rồi tiếp theo mình sẽ úp một chai nữa là strong bowl dâu cho cái ly mà nho này ha. Nho xin lỗi, strong bowl táo vị nho. Chết cha, nó phải tràn ra chút xíu đó. Sau đó mình uống một ít là nó xong. À, cho mặt quá. Rồi, tiếp tục. Rồi, tiếp theo nha. Mình sẽ cho một miếng lá vô. Rồi, trong ba ly này thì Nhi thích dâu nhất ha. Nó chua chua, ngọt ngọt. Mà Nhi cũng không biết uống bia, nên là mình uống cái ly này là bỏ ra là khách hàng phải uống một ít ha, mình làm một ngụm một hơi khoảng tầm 1/3 ly, rồi sau đó mới để yên cho cái ly nó từ từ bia nó chảy xuống, mình uống tới đâu á thì bia nó sẽ chảy xuống tới đó. Đã. Rồi, vậy là chúng ta đã được 3 ly bia ớt ngược. Bia với kiwi, ở đây là nho. Cái trà say rồi, mặt nóng quá. Bây giờ chị lấy chân gà đó ăn khỏi học nữa nha. Rồi, vậy là chúng ta đã xong bia ớt ngược nha. Với 3 ly bia này chúng ta nhậu luôn. Hôm nay, chào tạm biệt anh chị ha.